dung môn vật lý 7. Kem tìm hiểu. Chương 1 quen học. Chương 2 thăm học. Chương 3 tìm học. Trong chương này, kem sẽ tìm hiểu. Khi nào ta nhận biết được ánh sáng? Khi nào ta nhìn thấy một vật? Ánh sáng truyền đi theo đường nào? Ánh sáng gặp gương phản đổi hướng như thế nào? Ánh một vật tạo bởi gương phản có tính chất gì? Ảnh nhìn thấy trong gương cầu lồi hay gương cầu lớn? Có giống ảnh trong gương phản không? Thứ một, nhận biết ánh sáng, nguồn sáng và vật sáng. Một người khỏe mạnh, mắt không có bệnh tật gì, có khi nào mở mắt mà vẫn không nhìn thấy vật trước mắt hay không? Khi nào ta mới nhìn thấy được một vật? Một người nhắm mắt lại, có nhìn thấy đèn đang sáng hay không? Khi nào ta mới nhìn được một vật? Để tìm hiểu tiếng một, nhận biết ánh sáng, nguồn sáng và vật sáng. Phần một là mẹ, nhận biết ánh sáng. Phần một là mẹ, nhận biết ánh sáng. Hoạt động một, quan sát và nhận xét. Từ những quan sát trong cuộc sống hàng ngày, em hãy cho biết những trường hợp nào sau đây mắt ta nhận biết được ánh sáng. 1. Ban đêm ở trong phòng có cửa gỗ đóng kín, không bật đèn, mở mắt. Ban đêm đứng trong phòng đóng kín cửa, bật đèn, mở mắt. Ban ngày đứng ngoài trời, mở mắt. Ban ngày đứng ngoài trời, mở mắt, lấy tay che kín mắt. Trường hợp nhận biết được ánh sáng đó là ban ngày đứng ngoài trời mở mắt, ban đêm đứng trong phòng đóng kín cửa bật đèn mở mắt. Đây là cái hai trường hợp, hai về ban mắt nhận biết được ánh sáng. Trong vấn đề, trong các trường hợp mắt thấy được ánh sáng, chúng có điểm gì giống nhau? Mắt ta nhận biết được ánh sáng khi nào? Mắt ta nhận biết được ánh sáng khi có ánh sáng truyền vào mắt ta. Có nhìn thấy ánh sáng từ bóng đèn pin phát ra không? Bây giờ còn nhìn thấy ánh sáng do bóng đèn pin phát ra không? Em có nhìn thấy ánh sáng phát ra từ đèn pin không? Giải thích tại sao em nhìn thấy ánh sáng phát ra từ đèn pin. Vì có tia sáng từ điện pin truyền đến mắt em. Tới xem nội dung 2, nhìn thấy một vật. Quan sát thí nghiệm về trả lời. Khi tắt đèn, ta có thấy các vật trong phòng không? Khi bật đèn, ta có thấy các vật trong phòng không? Vì sao? Đèn sáng. Tắt điện. Bật điện. Buổi tối khi bước vào phòng mẹ không bật đèn, em có nhìn thấy bạn học của em không? Muốn nhìn thấy bạn học, ta phải bật đèn trong phòng. Bạn học có phát ra ánh sáng không? Tại sao em nhìn thấy bạn học khi bật đèn trong phòng? Bạn học không phát ra ánh sáng, em nhìn thấy bạn học vì có ánh sáng truyền tới bạn học và hắt tới mắt em. Em thấy bóng ánh sáng từ đèn truyền tới bạn học.
Tại đại học này hắt ánh sáng của bóng đèn lên mắt, giờ đó mắt mới nhìn thấy cái bàn. Tìm lưu ý điều này. Ta nhìn thấy một vật khi có ánh sáng từ vật đó truyền vào mắt ta. Em phải quan sát một hình, mắt nhìn cái cây, ánh sáng từ cái cây đi đến giác mạc và lưu hình ảnh trong văn mạc thì đã mắt nhìn thấy được cái cây. Ta tìm hiểu phần 3 là mẻ, nguồn sáng và vật sáng. Khi nào vật nào dưới đây tự phát ra ánh sáng, vật nào hắt lại ánh sáng do vật khác chiếu tới. Tìm thấy cái hai bóng đèn sáng và bóng đèn đang tắt. Và tìm thấy các người công nhân đang dùng đèn ở dưới một cái hầm ở. Khi em nhìn thấy mặt trời chiếu ánh sáng tự phát ra ánh sáng và ta gọi là nguồn sáng, và cũng thể gọi là vật sáng. Bóng đèn phát ra ánh sáng và ta gọi nguồn sáng hoặc là vật sáng. Ngọn nến đang cháy và ta gọi đó là nguồn sáng hoặc là vật sáng. Mặt trăng không tự phát ra ánh sáng mà hắt lại ánh sáng ra mặt trời, người ta gọi đó là vật sáng. Trái đất không tự phát ra ánh sáng cũng gọi là vật sáng. This should be interesting. Tìm hiểu ánh sáng, tìm hiểu gì? You guys, wasn't this not incredible? Like crazy good? Like, blew my mind good? Yes. I'm feeling you guys so, so much. Here she comes!
This should be interesting. Kết luận, nguồn sáng gồm các nguồn sáng tự nhiên và nhân tạo. Nguồn sáng là vật có khả năng tự phát ra ánh sáng. Như bóng đèn đang sáng, mặt trời. Vật sáng gồm nguồn sáng và những vật khác. Ánh sáng từ vật khác chiếu vào nó. Ví dụ như quyển sách, ly nước, mưa, mây trên trời. Lưu ý, vật đen là những vật không phát ra ánh sáng và cũng như không hắt lại ánh sáng chiếu vào nó. Tìm gì nữa? Ta nhận biết ánh sáng khi có ánh sáng truyền vào mắt ta. Ta nhìn thấy vật khi có ánh sáng truyền từ vật đến mắt ta. Nguồn sáng là vật tự phát ra ánh sáng. Vật sáng là nguồn sáng và vật hắt lại ánh sáng của nó. Bài tập vận dụng. 1. Vì sao ta nhìn thấy một vật? A. Vì ta mở mắt hướng vào phía vật. B. Vì mắt ta phát ra tia sáng chiếu vào lên vật. C. Vì có ánh sáng từ vật truyền vào mắt ta. D. Vì vật được chiếu sáng. Ta chọn phương án C. Vì có ánh sáng từ vật truyền vào mắt ta. Câu B. Khi nào ta nhận biết được ánh sáng? A. Khi ta mở mắt. B. Khi cái ánh sáng đi ngang qua mắt ta. Khi cái ánh sáng lọt vào mắt ta. D. Khi đặt một nguồn sáng trước mắt. Khi cái ánh sáng lọt vào mắt ta. B. Hãy chỉ ra vật nào dưới đây không phải là nguồn sáng. A. Ngọn nến đang cháy. B. Vỏ chai phản chiếu dưới trời nắng. C. Mặt trời. D. Điện ảnh đèn sáng. Ta chọn phương án B. Vỏ chai phản chiếu dưới trời nắng. Vì nguồn sáng là vật tự nó phát ra ánh sáng, còn vỏ chai phản chiếu dưới trời nắng là vật sáng vì nó hắt lại những ánh sáng mặt trời chiếu vào nó. 4. Giải thích vì sao trong phòng có cửa gỗ đóng kín không bật đèn, ta ngon không nhìn thấy mảnh giấy trắng đặt trên bàn. Trong phòng cửa gỗ đóng kín, ta không nhìn thấy mảnh giấy trắng vì không có ánh sáng chiếu lên mảnh giấy, do đó cũng không có ánh sáng bị mảnh giấy hắt lại truyền vào mắt ta. 5. Ta biết vật đen không phát ra ánh sáng và cũng không hắt lại ánh sáng chiếu vào nó, nhưng ban ngày ta vẫn nhìn thấy miếng bìa màu đen để trên bàn. Vì sao? Vì ta thấy các vật sáng ở xung quanh miếng bìa đen, do đó mắt ta phân biệt được miếng bìa đen với các vật ở xung quanh. 6. Ta có thể dùng gương phẳng hướng ánh nắng chiếu qua cửa sổ làm sáng trong phòng. Gương đó có phải là nguồn sáng không? Tại sao? Gương đó không phải là nguồn sáng vì nó không tự phát ra ánh sáng và chỉ hắt lại ánh sáng của nó. Vật nào dưới đây không phải là nguồn sáng? A. Mặt trời. B. Ngọn nến đang cháy. C. Con đơm đớm lập liền. D. Mặt trăng. Ta chọn phương án D là mặt trăng. Kèm lưu ý, mặt trăng là nhận ánh sáng mặt trời và hắt ánh sáng mặt trời đến mắt, thì vật năng không tự phát ra ánh sáng. Trường hợp nào dưới đây ta không nhận biết được miếng bìa màu đen? A. Dán miếng bìa màu đen lên một tờ giấy xanh rồi đặt dưới ánh sáng đèn điện. B. Dán miếng bìa đen lên trên một tờ giấy trắng rồi đặt trong phòng tối, tắt điện, đóng kín cửa. C. Đặt miếng bìa đen trước ngọn nến đang cháy. D. Đặt miếng bìa đen ngồi đợi nắng. Ta chọn phương B. Vì không có nguồn sáng phòng tối nên không có ánh sáng chiếu vào tờ giấy, do đó cũng không có ánh sáng từ tờ giấy hắt lại truyền vào mắt ta. Vậy ta không nhìn thấy tờ giấy, dẫn đến ta cũng không nhận biết được miếng bìa màu đen. Ta nhìn thấy bông hoa màu đỏ vì A. Bản thân bông hoa có màu đỏ. B. Bông hoa là một vật sáng. C. Bông hoa là một nguồn sáng. D. Có ánh sáng từ bông hoa đỏ truyền đến mắt ta. Ta chọn phương án D.
Ta nhìn thấy bông hoa đỏ vì có ánh sáng màu đỏ từ bông hoa hắt lên mặt ta. Khi em về nhà, học bài là bài tập tiếng hoa, đó phần có thể em chưa biết chàng nằm tiếng hoa. Xem bài 2 sự kiện ánh sáng. Khi em làm thêm một số bài tập. Ta nhận biết ánh sáng khi A. Đang là ban ngày. B. Có một nguồn sáng đặt trước mắt. C. T đang mở mắt, ca ánh sáng truyền vào mắt T. Ta chọn với anh B, ca ánh sáng truyền vào mắt T. Trong các vật sau đây, mặt trăng, mặt trời vào đêm rằm, ngọn nến đang cháy, chiếc gương phản chiếu ánh nắng mặt trời, đang một người cầm trên tay, vật nào là vật sáng, vật nào là nguồn sáng. Mặt trời vừa là nguồn sáng, vừa là vật sáng. B. Mặt trăng chỉ là vật sáng. Ngọn nến đang cháy là nguồn sáng, và cũng gọi là vật sáng. Chiếc gương phản chiếu ánh nắng mặt trời chỉ là vật sáng. Trong lớp học, thầy giáo đang quay lưng về phía bảng, còn học sinh đang nhìn lên bảng. Hãy cho biết bảng là nguồn sáng hay vật sáng. Học sinh có nhìn thấy bảng hay không? Vì sao? Thầy giáo có nhìn thấy bảng hay không? Vì sao? Bảng là vật sáng. Học sinh có nhìn thấy bảng vì ánh sáng từ bảng chiếu vào mắt học sinh. Thầy giáo không nhìn thấy bảng vì ánh sáng từ bảng không chiếu vào mắt thầy. Hãy giải thích vì sao thấy những vật sáng chiếu qua cành lá, qua khung cửa, những vật sáng đèn pha chiếu lên bầu trời trong những đêm lễ hội, dù những chùm tia này không trực tiếp lên mắt. Vì trong đó có các hạt bụi li ti trong không khí được chiếu sáng bởi mặt trời trở thành vật sáng, và các hạt xếp gần như liền nhau trên đường truyền ánh sáng tạo thành một vật sáng. Đối với đêm lễ hội thì có hạt sương li ti trong không khí được chiếu sáng bởi đèn pha trở thành vật sáng, và các hạt này xếp gần như liền nhau nằm trên đường truyền ánh sáng tạo thành vật sáng. Từ quan sát thế giới quanh ta, ánh sáng đủ màu sắc. Khi về nhà, học thuộc chủ đề, làm bài tập sách khoa, đọc phần có thể em chưa biết, xem trước bài sự kiện ánh sáng.